Ai đã có gia đình cứ việc sống một cuộc sống gia đình, không có gì tội lỗi cả. Mình cứ sống cuộc sống gia đình của mình và chăm sóc cho gia đình mình với chánh pháp, với chánh niệm. Mình có chồng, có con, có vợ, có cha mẹ, tìm cách hiểu mỗi thành viên trong gia đình, thương họ, nuôi dưỡng họ đúng mức, bằng thực phẩm, bằng tuệ giác. Như vậy rốt cuộc rồi, khi mình nuôi họ đúng như vậy, cả nhà cùng hạnh phúc, cùng an vui. Ngày mai mình có phải được ở trển gọi về, mình cũng hạnh phúc, là vì mình làm tròn cái bổn phận của mình. Nhưng mà ngược lại, hạnh phúc vợ chồng không lâu, nhưng mà so ra cái thời gian hạnh phúc đó vẫn đầy đủ, vẫn dồi dào hơn. Có những người sống 60 năm chung một nhà 60 năm mà đau khổ 59 năm. Vậy thì đau khổ 59 năm đó không bằng người chỉ sống có được 10 năm đám cưới, nhưng mà trong 10 năm đó hạnh phúc. Cho nên thà sống một ngày thấy được chân lý còn hơn sống 100 năm mà không thấy được đạo lý. Tại vì mình không một sống 100 năm mà không thấy đạo lý là 100 năm khổ đau. Còn một ngày mình thấy được đạo lý là giây phút đó mình an lạc.